Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hôm nay, lễ cưới của MC Kỳ Duyên và Trịnh Hội chính thức diễn ra. Những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ cho thấy không gian tiệc cưới của Trịnh Hội và Kỳ Duyên được bày trí vô cùng trang trọng với nhiều hoa tươi cùng đèn, nến lấp lánh. Ảnh cưới của họ được in thành nhiều kích cỡ và đặt khắp lối vào. Cô cho biết Trịnh Hội là người điềm đạm, quan tâm và biết chia sẻ. Dù có những việc khiến tôi muốn bốc hỏa lên, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, phân tích cho tôi cái này có nên làm không, làm thì phải làm thế nào. Anh Hội thực sự là người khiến tôi cảm thấy yên tâm để dựa vào. Tôi nghĩ đó chính là lý do khiến tôi đổ dần dần, lúc nào không biết, nữ MC nói. MC Kỳ Duyên lần đầu công khai danh tính bạn trai hồi tháng 3 và nhận lời cầu hôn vào tháng 7. Chồng sắp cưới của nữ MC là Trịnh Hội, một luật sư và là cũng là một MC tại Mỹ. Đặc biệt họ gặp nhau khi Kỳ Duyên và bạn thân đi chơi gốt. Đây được coi là happy ending cho mối tình đi nhầm sân gốt được chồng như ý của nữ MC xinh đẹp và bạn trai. Chia sẻ về lần gặp gỡ định mệnh này, Kỳ Duyên cho biết: hôm đó tôi và bạn thân đi nhầm sân gốt nên ghé vào một cửa hàng đồ gốt trong lúc chờ người về chữa cháy cho thầy. Tôi đang đứng chờ thì thấy một anh nào đó trông khá, râu ria đi vào và tươi cười với mình. Tôi còn tưởng nhầm với ai nhưng rồi nghĩ à chắc là thầy đây rồi. Và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, thực sự không nghĩ sau này sẽ yêu nhau đâu. MC Kỳ Duyên là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các chương trình của Thúy Nga. Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông của đời mình, nam luật sư kim MC Trịnh Hội. Trịnh Hội lúc đó là gương mặt mới nổi của sân khấu âm nhạc, đẹp trai ga lăng, tài hoa, lại rất mực chín chắn và biết sẽ chia dù kém Kỳ Duyên 5 tuổi. Trịnh Hội được xem là người đàn ông xứng đáng với Kỳ Duyên. Bản thân nữ MC danh tiếng cũng chia sẻ, cô và Trịnh Hội thực sự là tri âm tri kỷ, cùng nghề luật với nhau, lại cùng làm đam mê nghệ thuật. Trịnh Hội và Kỳ Duyên không có lý do gì mà không đi đến hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra vô cùng thơ mộng tại một bờ biển ở Philippines với chiếc xích đu buộc lụa trắng, những vòng hoa trắng, cô dâu chú rể mặc đồ trắng ngồi bên nhau nghe hai con gái của Kỳ Duyên dặn dò, những lời trẻ thơ dí dỏm, vô cùng thơ mộng và đáng yêu khiến đám cưới tràn ngập tiếng cười lẫn nước mắt vì xúc động. Còn Trịnh Hội thì chia sẻ với báo chí, cưới được Duyên là tôi đã tìm được chiếc áo mà tôi biết chắc rất vừa vặn và làm mình đẹp, hạnh phúc khi khoác lên người. Thế nhưng chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lý do được đưa ra là vì cả hai xa nhau quá nhiều. Tuy nhiên, những người thân thiết tiết lộ rằng Trịnh Hội đã có tình cảm bên ngoài và Kỳ Duyên không chấp nhận được điều này. 2 năm sau khi ly hôn, Trịnh Hội tái hôn với một người phụ nữ trẻ đẽ khác tên là Mai Thi. Sau 2 cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. 4 năm hôn nhân, người đàn bà đẹp không tuổi đã già đi khá nhiều. Tuy thế, bản năng mạnh mẽ và kiêu hãnh của một công chúa đã không thể quật ngã Kỳ Duyên. Cô nhanh chóng rạng ngời trở lại với cuộc tình thứ 3, một người đàn ông đẹp trai và tài hoa không kém là David Duy Hân. So với 2 người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao ở tuổi 46 và giờ là 50 Kỳ Duyên vẫn giữ được bên mình người đàn ông như thế. Với sự hài hước và quen thuộc, Kỳ Duyên trả lời, chỉ đàn ông đẹp mới có cơ hội yêu tôi. Mặc tin đồn David Duy Hân từng là tình cũ của Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên vẫn vui vẻ khẳng định cả hai không quan tâm quá khứ của nhau. Khác với bác sĩ Nguyễn Quang Ly và luật sư Trịnh Hội, David luôn có mặt bên cạnh Kỳ Duyên dù bất cứ đâu. Bất kỳ show diễn nào, họ sánh đôi với nhau như hình với bóng. Xuân sắc lại trở về trên gương mặt của cựu công chúa, cựu luật sư, nữ MC danh giá, con gái của tuyệt sắc gia nhân Sài Gòn. Đến giờ, Kỳ Duyên đã có thể tự tin nói rằng cô không cần một cuộc hôn nhân, chỉ cần một tình yêu bên mình là đủ. Nguyễn Cao Kỳ Duyên phiên bản gốc ám chỉ không phải một cô vừa đậu hoa hậu mới đây mang cùng một tên, không chỉ là một luật sư tài danh, một MC nổi tiếng mà còn là một người đàn bà với những cuộc tình ly kỳ. Ít ai biết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên phiên bản gốc, người phụ nữ là thần tượng của biết bao công chúng, trong đó có bố mẹ của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vốn là công chức của chính quyền Sài Gòn, cha là tướng không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ, còn mẹ là một nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Cộng Hòa xinh đẹp Đặng Tuyết Mai.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Cô sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965 trong một gia đình quan chức cấp. Cha ông Nguyễn Cao Kỳ, từng là người đứng đầu không lực Việt Nam Cộng Hòa kiêm Thủ tướng 1965 đến 1967 và sau đó là Phó Tổng thống 1967 đến 1971. Ông Nguyễn Cao Kỳ từng kết hôn với một người phụ nữ. Ông Nguyễn Cao Kỳ từng kết hôn với một người phụ nữ Pháp tại Maroc và có 4 trai 1 gái. Nguyễn Cao Kỳ Vân, 2 năm sau khi ly hôn, ông gặp bà Đặng Tuyết Mai, tiếp viên của hãng hàng không Air Việt Nam và trúng chính sách ái tình. Theo miêu tả của ông Nguyễn Cao Kỳ, chưa bao giờ ông gặp một người con gái nào có những đẹp, cổ kính tuyệt sắc như vậy. Ông Nguyễn Cao Kỳ kết hôn với bà Đặng Tuyết Mai và sinh ra duy nhất một người con, chính là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tuy nhiên, hai người chỉ ở với nhau được 25 năm, năm 1989, cả hai ly hôn. Sau đó, ông tiếp tục kết hôn với bà Lê Hoàng Kim, Nicole cho đến khi qua đời đột ngột vào năm 2011. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngay khi ra đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô, tuyệt sắc gia nhân Sài Gòn, thập niên 60, Đặng Tuyết Mai. Cô lại thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha, của những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Do đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên đã tỏa sáng trong chớp mắt, nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên học đàn piano từ lúc 5 tuổi, 13 tuổi, cô được học thanh nhạc chuyên nghiệp, khiêu vũ và hội họa. Bà Đặng Tuyết Mai chú trọng đặc biệt đến sự phát triển của cô công chúa. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, bà đều đưa con gái đến các bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng, các nhà hát giao hưởng. Nhờ thế mà Kỳ Duyên, dù học ngành luật tại đại học, nhưng vẫn sở hữu một tâm hồn giàu chất nghệ thuật. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên trong vai trò MC là tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California năm 1984. Đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Gia Studio ghi âm. Năm 1985, cô xuất hiện lần đầu như một ca sĩ tại Washington. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Mỹ và Paris, Pháp. Ban đầu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi làm MC và đi hát chỉ để kiếm tiền trang trải cho học phí đại học đắt đỏ. Ra trường, cô vẫn hành nghề luật sư và chỉ thi thoảng nhận show cho vui. Tuy nhiên, những hồ sơ giấy tờ kiện tụng của cuộc sống phức tạp khiến mỗi lần trở về nhà của cô đều nặng trĩu mệt mỏi. Trong khi làm MC vừa vui vừa thư giãn lại thu nhập cao, người ta mời tôi đến để nói mấy câu hài hước vui vẻ, thu nhập từ một đêm làm MC bằng 3 tháng lương luật sư. Thế thì sao tôi không bỏ nghề luật sư đi làm MC? Đó là lời chia sẻ của cô. Hiện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một người dẫn chương trình cho trung tâm Thúy Nga Paris. Người bạn dẫn ăn ý của cô là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, một đồng hương Hà Tây của cô. Tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống riêng tư của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không suôn sẻ. Nó đa đoan, đúng như câu Kiều: tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc hôn nhân của họ được cho là vô cùng môn đăng hộ đối, này cho ra đời 2 cô con gái là Jenny và Miley. Chồng bác sĩ, vợ luật sư, cuộc sống sung túc giàu có, tưởng là không còn gì bằng. Thế nhưng nó đã kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Mặc dù Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa từng chia sẻ gì về cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng bà Đặng Tuyết Mai có nói trong cuốn hồi ký rằng bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm, không đồng điệu được với tâm hồn giàu cảm xúc và phóng khoáng của Kỳ Duyên. Thậm chí ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diện xa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó cứ tích tụ cho đến một ngày tình cảm mòn nhạt hết. Kỳ Duyên quyết định đâm đơn ly hôn. Cô trở về thời độc thân với 2 cô con gái nhỏ còn quá bé bỏng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.